Rồi bắt đầu. Vuốt nè, bây giờ bắt là mình dở cọ lên mình vuốt 4 chiều cho An ha, vuốt 4 chiều như thế này. Nha, vuốt 4 chiều ha. Như thế này mình vẽ cái nến thẳng nó mới thẳng được, tựa cái ngón tay và nằm cái cọ xuống. Đó. Thì khi mình vẽ như thế này mình nhìn thấy cái nến nó mới thẳng, nó mới đẹp được nha mọi người nha. Mọi người ăn cắp thì nhớ like share nhiều nhiều nha. Trà vuốt. Rồi nằm cọ xuống nè, mình chiếu cho nó bằng với cái kia. À. Mọi người thấy không? Chà, thì nó mới song song được và cái đường line của mình á nó mới tương đối với nhau được, nó mới đẹp được nha. Đó là đường thẳng nha mọi người nha. Ví dụ ở đây mình vẽ một cái lông vũ đi, hoặc là một cái lá dừa. Đây mình sẽ nương theo cái chỗ này mình vuốt vòng ra. Mỗi cái mình vuốt lại một tí. Thao tác tay mình phải nhanh lên một tí ha. Lúc nào cũng phải nhanh. Thì mình vẽ ra nó mới mềm mỏng, nó mới đẹp được. Đó, chưa? Đó. Rồi tiếp theo phía bên này. Đó, mỗi cái là mình mỗi vuốt lại như thế. Mọi người thấy không? Rồi. Đơn giản trước nha. Vẽ cái hộp một cái tam giác thôi. Mấy cái này là lên tay rất là xinh. Nhưng mà mấy bạn mới thì chưa có quen. Nó phải chỉnh chu, à, nó phải hơi tương đối với nhau thì nó mới đẹp được. Tựa cái điều quan trọng là cái ngón tay mình phải tựa cho chắc để mình vẽ nó không bị rung. Mình rung nét là nó sẽ không đẹp nha mọi người nha. Các bạn nào muốn học về các khóa học online còn nét còn rau còn bản thì cứ inbox cho An ha mọi người ha. Rồi tiếp theo mình, sau khi mình đã vẽ một cái lá dừa thì bây giờ An sẽ vẽ một cái cây dừa cho mọi người xem. Phần phía trên nhỏ, phần ở dưới to, xong bắt đầu mình mới lấy mực dày nè, dày cái cỡ như thế này để bắt đầu mình tô xuống. Dạ. Đó. Rồi, rồi mình vẽ mấy cái sườn vô. Xong rồi bắt đầu mình sẽ vẽ cái lá. Hồi nãy An vừa mới hướng dẫn vẽ cái lá đó. Mọi người thấy không? Đó, thì nó mới đẹp được nha. Rồi, tước tiếp theo nè. Nó thoải mái theo nó mới đẹp được nha. Rồi phía bên đây, rồi vuốt lại, mình phải vừa thấy nó vừa hơi ráo là bắt đầu mình phải vuốt lại, chứ không phải đợi mà nó khô nó sọc là mình vuốt là nó không đẹp. Mọi người ơi, mọi người xem, mọi người nhớ like share hạ tim cho An nha, chúng ta có tương tác nhiều hơn ha. Mấy bữa nay thì An vừa mới về quê lên nên là không có like cho nhiều cho mọi người xem được.
Đó mọi người thấy không? Rồi phía đây. Đó, hơi cong nhẹ một tí xíu mọi người ha. Đây An đã xong cái phần cây dừa. An chào tất cả mọi người đang xem live. Rồi, tiếp theo có con bướm bướm ở dưới đây thì An hướng dẫn mọi người vẽ con bướm bướm nha. Ngoài ngoài nè. Rồi mình xác định trung tâm của con bướm bướm. Rồi mình vẽ một cái vô. Ở dưới đây là một cái nét cánh nhọn. Đó, mình vuốt nhẹ những cái phần nét vân răng gân của con bướm nha. Rồi mình đè nhẹ lại cho cái phần thân nó có điểm nhấn hơn. Rồi tiếp theo nữa là phần râu thì mình phải vuốt cái cỏ cho nó thật là mỏng. Đó. Chà. Rồi, An đã xong được cái sườn, cái phơm của con bướm bướm ha, bằng cỏ nét các mọi người ha. Rồi, ở đây mình nhiễu 1-2 giọt vô nè. Đó, xong mình ngoáy lại. Mình vuốt cái màu mà bị đặt xuống đó. Đó, đó là cái cách pha nha mọi người nha. Mình phải pha cho đúng cách. Pha không đúng cách là nó sẽ là mình rất là sẽ khó xài cái cỏ nét của mình. Đó, mình đập nhẹ lên nha. Đây có một cái sợi mà. Cái ăn đi. Mọi người ăn đi cho nó đói bụng. Bà này cà khịa dữ lắm này nha. Mọi người thấy học viên ăn cà khịa dữ lắm. Bữa nay nhỏ cà khịa nhiều là nó nghỉ này. Yeah. Con nhỏ cà khịa nghèo, tí nhắn nó mới được. Rồi, đây gặp đây cái bông hồng với bông cúc An vẽ cho mọi người xem nha. Cái bông hồng này. Coi vẽ cái cỏ nét á mọi người, vẽ xong mà mọi người chỉ có ghiền thôi. Chứ mọi người học quá thì thấy khó, nhưng mà mình khi mình đã học rồi á, vẽ nó rất là nhanh luôn. Cứ lên khách á mọi người kiếm tiền nhanh lắm. Cứ quẹt quẹt mấy cái là ra một cái hoa, quẹt quẹt mấy cái là ra một cái hoa. Mình học mà để mình mở salon mình kiếm tiền thì mình hơi thực tế một tí xíu, là mình chỉ học cỏ râu, cỏ nét, cỏ bản. Đó, xong rồi hoa nổi. Còn mọi người mà học về fantasy á thì để mình nâng cao tay nghề của mình. Còn mình làm khách á thì mọi người phải làm cái hoa sẵn đi, thì khách vào á thì mọi người đính lên cho người ta. Chứ còn khách vào mọi người mà làm cái hoa fantasy á thì nó lâu quá. Còn mình muốn Tết mà này kia mình lụm tiền nhanh, vẽ hoa mai này kia đơn giản mà nhanh và vừa đẹp á thì mình nên sử dụng bằng cỏ nét hoặc cỏ râu nó, hoặc cỏ bản. Tại vì cỏ bản á mọi người, hồi xưa thì mình vẽ lâu, nhưng mà bây giờ phong cách mới mình học á thì mình tán màu á, mình vẽ cũng nhanh lắm. Mình vẽ trên treo, mình lấy treo mình vẽ có một nước là nó ra rồi, không phải đồ tới đồ lui nữa. Tại mình mới học á thì mình phải đồ tới đồ lui mọi người ha. Ở đây để vẽ lại cái bông cúc cho mọi người xem, chứ ăn vẽ mà quên nói cho mọi người hiểu. Lên hơi cao một tí, vẽ mà quên nói. Nói chung là vẽ cái mấy cái cọ nét này nè, cọ râu, cọ bản này nè, rất là nhanh luôn.
mà nếu mọi người nắm được cái quy tắc đi thì mình vẽ rất là nhanh ha. Chào chị Lan Trần nha, An chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, mọi người vào xem, mọi người chấm cho An cái cũng được để mình có tương tác với nhau nha. Nhớ theo dõi trang của An nha, để khi mà An tắt like mọi người không biết An ở đâu, An là ai nữa. Đó, để mình còn xem được những cái like tiếp theo nữa nha. Rồi, mọi người có muốn An vẽ lại một cái hoa hồng là một dạng như thế này, một cái hoa hồng là dạng khác, dạng mỏng hơn tí xíu. Ừ. Đó. Một cái hoa hồng dạng mỏng hơn tí xíu. Mọi người xem thì mọi người đang xem thì mọi người chịu khó tương tác với An tí xíu rồi xem tiếp ha. Không có tương tác là tí tắt like là không thấy ở đâu luôn. Đó, mỏng rồi dày mỏng. Bạn nào có mua dụng cụ gì thì cứ inbox cho An nha mọi người nha. Có muốn hỏi học các khóa học online, khóa tại lớp này kia thì cứ inbox cho An. Đó, mọi người chưa? Rồi, còn bạn nào mà muốn học á, chọn khóa á, hiện tại là An chỉ còn vài chỗ thôi, nên là nếu mà học trong tiếp theo tháng này á, thì mọi người đăng ký lẹ lẹ giúp An. Còn mọi người học trong tháng tiếp theo á, thì mọi người đăng ký trước luôn. Thứ nhất là được khuyến mãi, thứ hai được tặng khóa học. Và thứ hai nữa mình giữ chỗ học để không thôi á, là ví dụ như tháng 11 mọi người học, mà tháng 11 An full lớp rồi An không nhận nữa, thì mọi người phải qua tháng 12 mọi người học nha. Tại vì An nhận là bên An là hai người dạy thì nhận đủ số lượng dạy thôi. Còn mấy bạn mà đăng ký mà không có bị hết chỗ rồi á, thì An sẽ dồn qua tháng tiếp theo. Nó sẽ bị đùng cái lịch của mọi người, đùng thời gian của mọi người, nên là mình nên đăng ký trước. Để mình đăng ký trước thì mình sẽ báo tháng 1, 2 tháng nào mình học. Ví dụ 3 tháng, tháng 12 học cũng được. Nó thì An sẽ sắp xếp tháng 12 sẽ giữ chỗ để cho mọi người học. Chất lượng bên An lúc nào nó cũng đi hàng đầu hết, mọi người cứ yên tâm. Bạn nào ra là cũng phải từ là 6 điểm trở lên, trừ khi nào tự bỏ học thôi, tự sinh ra thôi. Rồi tiếp theo An vẽ cái hoa này cho mọi người xem nha. Xài một cây màu đen thôi, mà mình sẽ lấy cái mực nó dày đầu nè. Tại vì khi mà mọi người vẽ, mọi người biết sao không, mọi người thấy An vẽ vậy đó, nhưng mà nó sẽ trong mỗi nét, mỗi lấy mực khác nhau, chứ không phải cái nào mình cũng lấy y như nhau hết. Nên là khi mà mình đặt một cái á, là nó ra nét liền. Đặt một cái là nó ra nét liền. Mình phải biết là mình đang lấy cái cọ này nè, mình lấy mực để mình vẽ cái gì thì mình mới vẽ được ha. Ví dụ như là mình cần cái này là nét dày đầu thì mình phải lấy mực dày đầu, còn cái nét mỏng đầu thì lấy mực mỏng đầu thì mình mới vẽ được. Là mình đặt cọ cái là nó ra, đặt cọ cái là nó ra ha. Chứ còn phải mình lấy xong cái bắt đầu mình xuống dưới đây nè, thở một cái nó khô rồi, cái cọ nét mà thở một cái là bắt đầu áo mặt rồi, mọi người dứt hoài nó không có ra nét. Nên là mình phải xác định từ đầu. Dạ, dạ, xác định từ đầu luôn. Xong rồi mình vẽ từ đâu tới đâu, phơm ở đâu, bố cục ở đâu, xuất phát từ chỗ nào, nên mình phải xác định được. Rồi xong bắt đầu mình mới lấy mực. Và cách lấy mực của mình là mình ví dụ mình lấy mực từ cái hoa đơn giản như vậy đi thì để vẽ sơ sơ trước như thế này, một cái đơn giản như thế này thôi, thì mình phải lấy mực như thế nào để nó ra được cái nét này nha. Bây giờ là đây, mình vuốt mực nè, tới đây đúng không, mình vẽ mình chưa cái phần đầu là lúc nào nó cũng ra mực rất là đẹp, cái phần đó là nó chưa, mọi người thấy không chưa. Đấy, để mình ra được cái hoa nó đơn giản như vậy. Rồi, đó mọi người thấy không, để mình biết được mình lấy mực này kia rồi mình vẽ từ đâu vô đâu, xuất phát như thế nào. Rồi cái này hơi ốm nè, mình phải lấy mực lại mình dặm lên cái. Rồi xong rồi bắt đầu mình chấm nhị vô. Còn mọi người học thì chất lượng bên An luôn luôn là hàng đầu, nên là mọi người cứ yên tâm. Chào chị Xuân Nguyễn nha. Còn mấy bạn học online á, thì hỏi học online có hiệu quả hay không. Online có hiệu quả hay không là phải mọi người lúc nào cũng phải đồng hành cùng An thì nó sẽ luôn luôn hiệu quả chắc.